sinh lớp A3. Các con ơi, tháng 12 đã về, tháng của chủ đề nghề nghiệp. Và ngày hôm nay, cô con mình sẽ cùng tìm hiểu về một số nghề nhé. Trước khi vào bài học, bạn nào giỏi cho cô Hạnh biết, các con biết đến những nghề nào rồi? Nghề cô giáo này, nghề nào nữa? À, nghề bác sĩ này, nghề công an, nghề kỹ sư, nghề làm nông và rất nhiều những nghề khác nữa đấy. Và ngày hôm nay chúng mình cùng hướng lên màn hình cùng cô Hạnh xem hôm nay chúng mình khám phá về nghề gì nhé. Xin mời các con nào. Cô có một câu đố dành tặng cho các con. Nghề gì làm bạn vỡ vui, xây nhà cao đẹp, bạn tôi đều cần? Đó chính là nghề thợ xây đấy các con ạ. Hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu về nghề thợ xây. Các con hãy nói lên hiểu biết của mình về cô chú thợ xây nào. Để hiểu hơn về nghề thợ xây, cô mời các con hãy cùng xem một clip về người thợ xây nhé. Sau khi xem xong, các con đã biết công việc của người thợ xây rồi. Bây giờ, chúng mình cùng xem lại một số hình ảnh về công việc của người thợ xây nhé. Trộn bê tông, xây tường, trát tường, lát nền gạch, đổ trần, sơn tường. Trang phục của người thợ xây như thế nào? Trang phục của nghề thợ xây cần có quần áo bảo hộ, kính bảo hộ, mũ bảo hộ, găng tay, giày và ủng. Trang phục bảo hộ lao động rất cần thiết các con ạ. Những người thợ xây dựng cần trang bị bảo hộ trước khi vào công trường. Có như vậy thì những người thợ xây dựng làm việc mới được an toàn đấy. Chúng mình cùng kể tên những dụng cụ dùng để xây dựng nhé. Xẻng, bay, cuốc, búa, bàn xoa, xô, xe rùa, máy khoan, dao xây, thước, máy trộn bê tông,
lăn sơn. Các nguyên vật liệu xây dựng gồm có sỏi xây dựng, cát, gạch, gạch men, đá dăm, bao xi măng, thép, sơn. Nhờ sự lao động vất vả, hăng say của những người thợ xây tài hoa đã tạo nên những ngôi nhà to đẹp, trường học cho trẻ em, những cây cầu bắc qua sông, và những con đường chạy dài theo đất nước. Các con thấy những người thợ xây dựng thật là giỏi đúng không nào? Bây giờ, cô xin mời các bé đến với trò chơi Ai Nhanh Mắt. Bé hãy chọn trang phục của nghề thợ xây: quần áo đồng phục, quần áo bảo hộ, áo dài, kính bảo hộ, mũ bảo hộ. Các con hãy suy nghĩ và chọn cho đúng nhé. Thời gian suy nghĩ là 5 giây. Thời gian bắt đầu. Đã hết thời gian. Đáp án đúng là quần áo bảo hộ, kính và mũ bảo hộ. Các bé chọn có đúng không nào? Tiếp theo, bé hãy chọn dụng cụ của nghề thợ xây: hộp phấn, cái xô, tai nghe, xe rùa, đo huyết áp, cái bay. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đáp án đúng chính là cái xô, xe rùa và cái bay. Lần này, bé hãy chọn đúng nguyên vật liệu xây dựng nhé: gạch, hộp phấn, xi măng, thuốc, thép. Đáp án đúng là gạch, xi măng và thép. Cô thấy các con đã chơi rất giỏi rồi. Cô khen tất cả các con. Sau bài học ngày hôm nay, các con đã hiểu hơn về nghề thợ xây. Các con hãy yêu quý, kính trọng công sức lao động của những người thợ xây và biết giữ gìn những sản phẩm của nghề thợ xây tạo ra các con nhé. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con vào những buổi học lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.